Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu có các mẫu xe đạp Touring Merida Cutaway 90, một chiếc xe đạp để cho các bác phục vụ nhu cầu đạp thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày thì rất là tốt. Một chiếc xe Touring bánh 700C có giảm xóc đến từ một cái thương hiệu nó cũng rất là lớn trên toàn thế giới, là thương hiệu Merida. Cùng toàn bộ khung sườn là nhôm và màu sắc sơn nguyên bản. Xe thì còn tương đối là mới, các bác nhìn trên hình này cũng có thể đánh giá được cái độ mới của chiếc xe đây. Sơn xi là còn rất là bóng mượt, chỉ có những cái vết xước rất là nhỏ do đã qua quá trình sử dụng và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ này không thể tránh khỏi. Còn từ khung sườn này là tông màu sơn lên còn rất là đẹp, cái độ bóng nó còn tương đối là mới. Thương hiệu Merida, thương hiệu rất là lớn trong lĩnh vực xe đạp thể thao. Đây, vẫn còn là nguyên tem đăng kiểm đây các bác nhé. Cutaway, model Cutaway 90, một cái dòng model Touring có giảm xóc của dòng Merida. Phục vụ cho bác đi thể dục trong phố hàng ngày hay là đi những con đường gồ ghề thì cũng rất là tốt với cái giảm xóc này. Bánh vành inch 700C cũng rất là to, bản lốp nhỏ, đi chạy rất là bon, đi phố thì cũng bài. Toàn bộ là nguyên bản nguyên zin hết các bác nhé, toàn xe này nguyên bản nguyên zin hết, từ lốp cũng là nguyên zin theo xe này. Lốp Merida này, bác nhìn nào, cái vân lốp này, đấy, còn rất là mới. Đây cũng nguyên zin theo xe này. Và bộ chuyển động của chiếc xe thì sử dụng một bộ chuyển động của Shimano Touring với 8 tầng líp và 3 tầng đĩa. Đấy, trên phần ghi đông. Chiếc xe sử dụng một cái củ phốt có thể gập lên gập xuống được các bác nhé, có thể gập lên gập xuống được. Trang bị ở trên ghi đông là một bộ tay bấm xả của Shimano và cặp phanh dầu của Techo, phanh dầu. Thì, bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Tôi xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên đến tâm củ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Bộ chuyển động của Shimano Touring 8 tầng líp, líp sử dụng là dạng líp thả các bác nhé, 8 tầng líp và 3 tầng đĩa, 24 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang được bán với mức giá là 7.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đem lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.